Giá vàng hôm nay 20 tháng 11 năm 2024, SJC và nhẫn đều tăng hơn 1 triệu mỗi lượng. Giá vàng hôm nay 20 tháng 11, thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh so với phiên trước. Thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và nhẫn đều tăng mạnh mỗi lượng hơn 1 triệu đồng. Giá vàng thế giới giao ngay, lúc 5 giờ 54 phút, giờ Hà Nội, giao dịch ở mức hơn 2.632 đô la Mỹ trên ounce, tăng trên 20 đô la Mỹ trên ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua. Chốt phiên giao dịch tại thị trường Mỹ vào dạng sáng nay, giờ Hà Nội, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng trên 2.632 đô la Mỹ trên ounce, tăng mạnh hơn 20 đô la Mỹ trên ounce so với chốt phiên giao dịch trước đó tại thị trường này. Đứng phiên ngày 19 tháng 11, thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và nhẫn cùng tăng mạnh so với phiên trước. Cụ thể, giá vàng SJC tại tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mua, bán ở quanh mức 82 đến 85 triệu đồng trên lượng, mua bán tăng mạnh 1 triệu đồng trên lượng chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 83 đến 85 triệu đồng trên lượng, mua bán tăng mạnh 1,8 triệu đồng trên lượng chiều mua và tăng 1 triệu đồng trên lượng chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 82,3 đến 85 triệu đồng trên lượng, mua bán tăng mạnh 1,1 triệu đồng trên lượng chiều mua và tăng 1 triệu đồng trên lượng chiều bán so với phiên trước đó chênh lệch mua bán ở mức 2,7 triệu đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng thăng long tại công ty bảo tín Minh Châu đứng ở mức 83,88 đến 84,78 triệu đồng trên lượng, mua bán, tăng mạnh 1,65 triệu đồng trên lượng chiều mua và tăng mạnh 1,1 triệu đồng trên lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Trên lệch 2 chiều mua bán ở mức 900.000 đồng. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh vượng 4 số 9 của tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 83,8 đến 84,8 triệu đồng trên lượng tăng mạnh 1,4 triệu đồng trên lượng chiều mua và tăng 1,1 triệu đồng trên lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Trên lịch mua bán ở mức 1 triệu đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn tròn chân 999,9 tại công ty Phú Quý đứng quanh mức 83,2 đến 84,8 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 1,4 triệu đồng trên lượng chiều mua và tăng 1,3 triệu đồng trên lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Trên lệch mua bán ở mức 1,6 triệu đồng. Giá vàng tăng mạnh trong phiên đêm qua, dạng sáng nay là do căng thẳng leo thang tại khu vực Nga-Ukraine vẫn nóng cụ thể, ngày 19 tháng 11 tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết 2025 sẽ là năm mang tính quyết định đối với xung đột nga ukraine và khẳng định nước này sẽ không nhượng bộ. ông zelensky cho biết thêm, đây sẽ là giai đoạn quyết định bên nào thắng thế. cuộc xung đột nga ukraine không chỉ diễn ra ở các điểm nóng như pokrovsk và kupyansk hay trong phạm vi các tỉnh mà trải rộng trên toàn ukraine và thậm chí là cả châu âu. cũng ngay trong đêm ngày 19 tháng 11 Ukraine cho phóng tên lửa ATACMS vào tỉnh Bryansk của Nga. Ngoại trưởng Nga Lavrov nhận định, phương Tây muốn leo thang cuộc chiến nhằm vào Nga chúng tôi sẽ coi đây là giai đoạn mới về tính chất cuộc chiến của phương Tây nhằm vào Nga. Ông Lavrov cũng cáo buộc Mỹ đã hỗ trợ Kiev vận hành tên lửa tầm xa ATACMS phóng vào Nga. Cùng với đó, đêm qua, dạng sáng nay nền kinh tế Mỹ công bố số lượng nhà xây mới trong tháng 10 giảm 3,1% so với cùng kỳ, thấp hơn mức giảm 1,9% tháng trước giấy phép xây dựng trong tháng 10 cũng giảm 0,6% so với cùng kỳ, mặc dù cao hơn mức giảm 3,1% tháng trước nhưng cho thấy lĩnh vực nhà ở tại Mỹ vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn. Chuyên gia dự báo, chiến sự giữa Ukraine và Nga được đẩy lên một bước, mặc dù Nga chưa có đối phó mới nào nhưng cho thấy tính chất nghiêm trọng hơn của cuộc xung đột này. Giới đầu tư và chuyên gia đều lo ngại cuộc chiến sẽ leo thang sang cả khu vực châu Âu. Nếu Ukraine tiếp tục sử dụng tên lửa tầm xa tấn công Nga, Nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy điểm yếu là số lượng nhà xây mới thấp sẽ tiếp tục đẩy giá nhà tăng cao. Điều này sẽ khiến lạm phát tại Mỹ vẫn khó kiểm soát. Trên sự leo thang và lạm phát có thể tăng trở lại khi cuộc xung đột căng thẳng thêm đã khiến giới đầu tư đẩy mạnh mua vàng nhằm phòng ngừa rủi ro cũng như tìm kiếm lợi nhuận từ kim loại quý.